mình để con trưởng thành hơn bởi những sóng gió của cuộc đời. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cha con sẽ buông tay để con sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình mới mà con đã lựa chọn. Xin cảm ơn ông Doãn Thành Sơn, người cha đáng kính của cô dâu, đã luôn hy sinh thầm lặng để cho con gái của mình có những phút giây thật hạnh phúc. Và khoảnh khắc này có xứng đáng để nhận được những tràng pháo tay thật lớn của quý vị không ạ? Xin lỗi quý vị, có điện thoại.